Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì anh Phương lại rất là vui mừng khi mà được đóng gói rồi bóc ra những đôi loa Mỹ Bass 40 JBL 115. Hiện tại thì nhà em đang có hai đôi, thì ngày hôm nay đang bóc để test chuẩn bị đóng gói một đôi này vào thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Hàng còn nguyên đai nguyên kiện. Thơm phức mùi Mỹ. JBL 115. Còn nguyên thùng nhá. Hôm nay có hai đôi thì em bóc một đôi cắm dây rồi. Bóc một đôi ra chuẩn bị đóng gói đây các bác ơi, test ok phát là lên đường luôn. Bởi vì những đôi loa này các bác khỏi cần phải quan tâm là loa nó đẹp hay nó xấu nữa, bởi vì là nó là mới 100%. Không cần phải quan tâm đến loa nó còn zin hay loa đã xuống cấp hay loa đã bị can thiệp sửa chữa gì. Bởi vì đây là loa còn nguyên bản, chưa cả cắm điện. Ngày hôm nay là anh Phương sẽ là người cắm điện đầu tiên. Đấy, để test chuẩn bị gửi đi. Với giá thành đầu tư thì em nghĩ rằng là với thời điểm này thì với những đôi loa Mỹ như thế này em nghĩ rằng quá hợp lý về giá thành. Một đôi loa bãi mà còn zin thì giá trên thị trường hiện nay nó cũng chỉ rơi vào tầm 14.500 một đôi. Đấy, thế còn loa bãi, loa mới thì nhà em đang bán cho các bác với giá hai đôi này chỉ có 18 triệu đồng cho các bác thôi. Sau này có lô nữa, nếu mà có là hàng nó lên giá thành 19-20 triệu rồi các bác. Cho nên là ngày hôm nay còn hai đôi thì em bán nốt một đôi này, với đôi còn lại bán với giá là 18 triệu đồng bao ship. Giá tại cửa hàng là 17.500. Bác nào có nhu cầu đầu tư thì alo đồn chốt nốt đôi còn lại, chứ không là hết các bác nhá. Loa thơm phức luôn các bác. Nếu các bác mà để đôi này trong nhà thì lúc nào cảm giác cũng có mùi thơm của hương gỗ, của loa Mỹ. Tiếng chép của cái dòng loa mới này nó rất là hay. Tách 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 luôn. Đôi loa này thì với cái công suất phù hợp cho các bác chơi trong gia đình, với công suất đạt của nó rơi vào từ 250 cho đến khoảng độ 500W một quả. Công suất cực đại của nó lên đến 1000W. Đây là công suất chịu đựng của loa. Đấy. Cho nên là bác nào có nhu cầu đầu tư đến dòng loa mới của JBL 115 thì nhớ alo cho em với số máy 097 1998 555. Hiện tại còn một đôi nữa các bác nhé. Dòng loa này thì 2 trong 1, vừa nghe nhạc bolero và vừa hát karaoke gia đình rất là tốt. Với cá nhân em mà mua loa Mỹ thì em nghĩ rằng là nếu để lựa chọn việc mua một đôi loa bãi với giá 14.500 với việc mua một đôi loa Mỹ mới tinh với giá 18 triệu thì em sẽ lựa chọn cái phương án là mua loa 18 triệu. Còn không biết là các bác như thế nào. Nói chung là cũng tùy theo mức đầu tư của các bác thôi. Chứ còn cũng không ai có thể giống nhau được, bởi vì thực ra là khả năng đầu tư của mỗi người một khác. Còn với anh Phương thì nếu các bác mua loa bãi nhà em có nhiều luôn. Loa bãi thì chất âm của nó cũng vẫn là ngon, vẫn là ổn, vẫn là tốt. Nếu sử dụng đúng nguyên tắc thì chúng ta sử dụng rất là bền bỉ lâu dài. Còn đương nhiên là chúng ta mua loa mới thì nó sẽ được nhiều cái lợi thế mà các bác khi chơi chúng ta cảm nhận được đối với loa Mỹ. Đấy. Thùng nỉ đẹp, mướt mát, thơm phức. Đấy. Thơm phức mùi Mỹ luôn. Số máy của em là 097 1998 555. Thơm thế. Nhiều bác đến cửa hàng của anh Phương, bắt đầu bước vào cửa hàng cái là bảo là đây là đặc trưng của loa Mỹ. Đặc trưng của loa Mỹ là nó rất là thơm. Đấy, đây là cái thơm của chất gỗ các bạn. Và chơi loa Mỹ thì độ bền cũng như là về cái giá trị kinh tế của nó rất là lâu dài. Các bác nào mà không chơi nữa các bác vẫn bán được các bạn. Số máy của em là 097 1998 555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Còn một đôi nữa nhá, bác nào chốt nốt thì alo cho em, đừng để hụt. Và rất lâu, rất hiếm. Em nghĩ rằng những đôi loa mới này trên thị trường thì gần như không có. Cho nên là bác nào mà mua thì alo cho em lốt. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.